Alo các bạn, mình vớt được con cá anh em ạ. Ui, quẩy đéo gì. Con cá này à? Nào, không. Con cá này mình sẽ cho bác kia nhá. Thấy con to, thấy con to hơn. Đây là bác kia. Thấy con to hơn cơ, trôi đi mất, không bắt được. Hello chào các bạn. Hôm nay mình với con mèo mình sẽ đi chơi. Đây là con mèo nhé. Ấy. Mình ra sông xem có gì không nhỉ. Ấy. Mèo. Mèo. Làm gì đây? Mày ra đây mày ăn cỏ à? Hả? Ôi ông mình hay sao ấy? À chắc không phải đâu. Ôi, nước trong thế nhờ. Nước trong quá. Ông ạ. Con bắt ốc hả ông? À, cua à? Đây để con xem. Úi giời, úi giời. Hí hí, muốn tắm lắm rồi. Có tắm rồi đó. Hey. Hay là đi tắm anh em nhỉ? Hay là đi tắm? Ui, nóng thế. Lâu lắm rồi mới về lại sông. Đi ra đây ngồi cho mát. Nắng quá. Úi giời, úi giời, úi giời. Thích nha, sướng nha. Hả? Đây, bẩn hết người. Ướt hết, chạy lung tung ở đây này. Ý. Tắm nha. Tắm nha anh mày tắm. Đi. Đi. Đặt máy quay kia. Mình xuống mình tắm. Đặt máy quay đây. Ôi trời. Úi. Đã xuống bơi. Đã xuống bơi rồi. Lại lên rũ. Ôi, nhiều cỏ quá mình. Rũ bớt đi. Ôi. Đấy. Ok. Mèo. Hey yo. Ok. Ê. Ý. Mà mày lại nhảy vào đấy. Ai. Bẩn hết. Mèo. Đây. Đây. Dạ. Mày. Nào. Nào. Giấm tay quậy. Bơi. Dạ. Con này mua ở Bắc Ninh. Người lớn á, lớn lên nó rũ kìa. Mày rũ ở đây. Ê, nhìn. Ê, mày cho anh em nhìn nhá. Người nó ướt. Người nó ướt nhẹp luôn. Đấy, ui. Làm bẩn hết máy quay của mình rồi. Đây, để bắt nó xuống đi tắm tiệm. Mèo. Mèo. À. Mát quá. Mèo đâu rồi? Mèo. Mèo. Mình sẽ lên bắt nó xuống tắm nha.
Mãi thì cũng bắt được anh em ạ. Ở đây. Ở đây. Đây tao tắm cho. Chạy lắm vào. Tai bình mèo. Tai bình. Bình quá. Rồi đi à? Mãi mày à. Mãi mới bắt được còn lâu mới thả. Tay tay thì cũng quèo. Quên mất là hôm nay không cũng mang dầu gội. Ê, chiếc tai bẩn thế này. Phải rũ. Chuẩn quá. Chuẩn bị đến mùa rụng lông rồi anh em ạ. Đây là mình sẽ tắm cho nó. Ba đến mùa rụng lông thì nó sẽ lông bẩn của nó sẽ rụng đi. Còn lại lông sạch. Body. Hello các bạn. Mình vớt được con cá anh em ạ. Ui. Quầy đéo gì. Con cá này à. Nào. Không. Con cá này mình sẽ cho bác kia nhá. Thấy con to. Thấy con to hơn này. Đây là bác kia. Thấy con to hơn cơ. Trôi đi mất. Không bắt được. Bác bắt con gì đấy. Cá phải cua. Cua. Đây này. Úi mấy con. Cua. Ồ. Con cá to nữa này. Thế là mày đâu mày chỉ đánh. Đây. Đi chơi. Ngồi yên. Ngồi yên. Rửa mặt tao. Mồm đi. Thối này. Bẩn lắm. Bẩn lắm anh em ạ. Mặt quá các bạn ạ. Ủa. Ôi đi. Ủa.
người mình đi anh em ạ. Tập bơi, tập bơi. Ua. Bạn ơi, ở kia còn con cá nữa kìa. Nó to mà bác ơi. Bây giờ mình sẽ lên mình ra kia mình quay xem con cá nhá. Ôi, không phải cá anh em ạ. Vãi tải. Tải gì ấy? Ui ôi. Tải. Tải gì ấy anh em ạ? Có cá không bác ơi? Không phải cá anh em ạ, tải. Bây giờ ui, nước lội đến chân mình rồi. Tải anh em ạ. Bác ấy gọi là tải. Ý, con kia kìa. Ra chỗ mình rồi. Bơi đi, lại vào. Lại vào rồi anh em ạ. Ui đẹp quá. Ui máy của mình sắp hết bộ nhớ. Thế mình vào mình đổi thẻ khác. Đây này. Đấy. Wow. Kia. Nó cứ đứng ở trong kia không dám ra anh em ạ. Không dám ra anh em ạ. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào trong kia. Chỗ kia mình thay cái thẻ nhớ nhá. Máy của mình hết bộ nhớ mất rồi. Ui. Ui. Xiết phết anh em ạ. Tăng động. Con này rất tăng động anh em ạ. Mồm thì thối. Mồm mày thối như mồm tao vậy. Ok. Mình thay cái bộ nhớ nhá. Cũng đòi đi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Bơi mạnh lên. Ô kìa. Bơi mạnh lên. Ôi. Nó phải bơi vào đi. Nó không bơi được anh em ạ. Bảo rồi. Máy tít đằng kia rồi anh em ạ. Bản lĩnh gì có nhưng mà đói thì lại không chịu được. Ý chí kiên cường như trèo tường là phải có thang. Ok. Thôi kệ nó. Bây giờ mình sẽ lên trên cái chỗ này nhá. Vẫn cố thử. Đúng rồi. Thông minh hơn rồi đấy. Đúng rồi, đi vãi tin lên trên. Ấy, đi vãi tin lên trên. Đúng rồi. Ui, nhìn này, anh em nhìn nha. Nó sẽ phi từ đấy. Ơ, không phi à? Vãi. Đúng rồi. Ý ơi. À, đây mọi người ơi. Con cá đây này. Con cá này, bác kia tìm những nó giạt vào đây anh em ạ. Ấy. Đây nè. Thôi được rồi. Cá này nha. Mình sẽ cất. Mình mang về làm chiến lợi phẩm cho con mèo nhà mình nhá. Bây giờ mình sẽ để nó ở đây. Đấy. Ở đây cho nó tươi anh em ạ. Ở đây cho nó tươi. Xem còn con cá nào nữa không nhỉ? Không rồi. Ấy, đây có con này. Ấy, cá này. Ấy. Đây là con dọn bể anh em ạ. Mệt luôn vào đây.
Kìa kìa kìa, lại bơi kìa. Bơi mạnh lên. Sắp khoang rồi, sắp xong rồi. Lại vào. Cái con này. Quá là cà rốt. Ấy, cá cá này. Yeah. Đây anh em ạ. Ôi, trôi mất rồi. Trôi mất xuống dưới kia rồi anh em ơi. Đây nhặt được mấy cân đấy nhờ anh em nhờ. Ở đây. Ở đây. Mèo. Không dám ra. Đây rồi anh em ạ. Mình phải ra đón cái con này. Nó bị ngu. Quá ngu. Cứ phải ra đón. Ê, ui ôi. Thôi, bây giờ mình ra ngồi đây mình nghỉ nhá. Ôi, mây đẹp nhỉ anh em nhỉ. Kìa, đẹp chưa. Đấy. Quá mệt mỏi. Ui dồi ôi. Nó rũ anh em ạ. Đây. Ôi. Quá mệt mỏi anh em. Mình đang quay bằng con Canon 70D anh em ạ. Ui, ui dồi ôi anh em ơi. Túi lông. Túi lông gà. Đây đè. Vãi trưởng. Cảm ở đâu là cái túi lông đấy. Bắt đầu ra đấy là tự sướng. Ra đấy là tự lăn lóc. Thế có phải là à vẩn không. Ok. Ui ôi. Xem có cá không em ạ. Kìa. Ui ông kia vớt được mấy con cá liền. Kìa. Ông kia vớt được mấy con cá liền đấy nha. Mãi tới đằng kia cơ. Mình đang không lắp cái con ống len vào. Không mình zoom lên cho anh em xem. Kiểu người ta đánh mìn ở trên kia kìa. Đấy. Xong nó bị chết, xong nó bị trôi xuống đây và nó đẫu. Rồi đẫu lại. Hai. Ok. Mình chỉ làm video này là mình chỉ đi giải trí thôi. Sau bao ngày vất vả mệt mỏi, sau những ngày đi lính về thì thông quê vẫn như thế. Dù bạn nhưng mà bạn nó có việc rồi, nó bận. Ok anh em. Thì hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Nếu anh em có ý kiến gì về cái con giặc kia nhà mình thì anh em cho mình bình luận ở dưới nhé. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video. Bye bye anh em, bye bye.